Thưa quý vị và các bạn, sau hàng loạt vụ sạt lở liên tiếp xảy ra trên sông Trà Nóc, đoạn thuộc phường Trà An, quận Bình Thủy làm hàng chục căn nhà bị chìm xuống sông vào tháng 3 năm 2021. Thì cho đến nay, trên tuyến sông này, sạt lở tuy đã giảm về số vụ, nhưng vẫn như còn xảy ra cục bộ, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân, nhất là trong mùa mưa bão triều cường như hiện nay. Đây là vụ sạt lở mà chúng tôi ghi được trên sông Trà Nóc, đoạn thuộc phường Trà An vào tháng 3 năm 2021. Từ đó đến nay, công vực này vẫn thường xuyên sạt lở cục bộ. Mỗi ngày nó cứ mối sạt, nước lên giờ mùa nước này nước lớn nữa, rồi gì trên mưa dưới nước lớn, rồi ghe tàu nó chạy, rồi là bắt đầu sóng nó đập vô là sáng nay là của tôi là giờ mới sập thêm nè. Người dân cũng mong muốn là nhà nước có cái dự án để mà bồi thường rồi di dân đi, đi tái định cư chỗ nào đó để cho cuộc sống nó ổn định đi ở đây là thấp thỏm lắm đêm hôm là mưa gió rồi sông nước bây giờ nó càng ngày càng lớn rồi nó sống nó đánh dữ lắm nên, nên càng ngày càng lửa vô đánh tới trong chỗ cái buồn này đó đặc biệt là bây giờ cuộc sống bây giờ rất khó khăn đi nhà bây giờ là sụp xuống hết hết cái sông rồi tuyến sông trà nóc đi qua địa bàn phường trà an cặp theo đường lê thị hồng gấm có chiều dài khoảng 5 km từ năm 2020 đến nay, trên tuyến liên tục xảy ra hàng chục vụ sạt lở, thiệt hại hàng tỷ đồng, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt sản xuất của người dân sinh sống cặp sông. Sau khi xảy ra sạt lở, Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ đã khẩn trương lắp đặt biển báo cảnh báo và gian dây để giới hạn khu vực nguy hiểm, đồng thời lập kế hoạch để trình thành phố dự án xây dựng bờ kè kiên cố tại đây. Thành phố cũng rất quan tâm và cũng đang kiến nghị các bộ ngành trung ương quan tâm xem xét để chúng ta hỗ trợ cho thành phố đầu tư cái tiếng kè chống sạt lở kiên cố tại cái vị trí này. Sau khi có vốn thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp, Quỹ ban dân thành phố là sớm phê duyệt dự án và các trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản rút ngắn cái thời gian một cách là nhanh nhất để chúng ta có thể đầu tư cái tiếng kè này à, nhanh nhất, sớm đưa vào khai thác sử dụng sau khi chúng ta được bố trí vốn. Người dân đang mong các ngành chức năng sớm triển khai công trình này để bà con không còn chịu cảnh thấp thỏm lo lắng vì sạt lở. Thời gian qua, ngoài tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã quy động hàng ngàn ngày công lao động thực hiện các công trình phần diệt, nâng cấp hạ tầng thủy lợi, giao thông nông thôn, góp phần phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và diệt đi lại của nhân dân và phòng chống sạt lở. Trong 9 tháng qua, trên địa bàn huyện Phong Điền đã xảy ra 5 vụ sạt lở sụp lúng làm ảnh hưởng 148 mét lộ giao thông nông thôn và một phần nhà ở của các hộ dân xung quanh đồng thời mưa to dông lốc làm sập hoàn toàn 3 căn nhà, tóc mái 16 căn nhà, ước thiệt hại khoảng 412 triệu đồng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn quyện đã kịp thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, đắp 50 đập kè mé, xây dựng gia cố được 11.600 m đê bao. Ngoài ra, các xã thị trấn còn tuyên truyền vận động người dân trồng cây bần chống sạt lở, bảo vệ các tuyến sông, lộ giao thông nông thôn. Đến nay đã trồng được trên 10.000 cây bần ở các xã thị trấn.